Xin chào tất cả các anh chị em, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Quang Tùng Đầu Cô Cầu Diễn Và vào cuối tuần này thì chúng ta sẽ có những uh, trận đấu đáng chú ý ở Premier League uh, Trong đó phải nói rằng uh, quan trọng nhất là trận derby của nước Anh thời hiện đại uh, Vì uh, Liverpool sẽ gặp Man City Vâng, Trong khoảng uh, 5-7 năm trở lại đây thì đó rõ ràng là trận đấu lớn nhất của giải ngoại Anh Uh, vào lúc này thì họ cũng đang là những đội bóng đang dẫn đầu tại Premier League Liverpool uh, đầu bảng với một điểm nhiều hơn so với Man City và phong độ của họ ở uh, thời điểm này là xuất sắc uh, dù cách thể hiện là có phần khác nhau Liverpool đội tiếp tục duy trì được cái vị trí dẫn đầu sau uh, rất nhiều những vòng đấu thì đã có uh, một loạt những trận đấu với cách biệt uh, có thể nói là tối thiểu À, những trận thắng có phần hơi mong manh, những trận thắng với rất nhiều những bàn thắng xuất hiện ở những phút đá bù giờ, à, nó thể hiện được cái bản lĩnh, cái sự vững vàng của họ để có thể tạo ra một cái cuộc cạnh tranh ở thời điểm mà họ bị mất đi quá nhiều những cái tên quan trọng, những cầu thủ trụ cột, trong đó có cả Mohamed Salah à, với một cái chuỗi những trận đấu mà Jurgen Klopp đã phải sử dụng nhiều những cầu thủ trẻ, nhưng Liverpool vẫn đứng vững, vẫn có được những kết quả thuận lợi ở các giải đấu cúp cũng như tại Premier League và sẵn sàng đến với trận đại chiến trên sân nhà gặp Man City và đó rõ ràng là một cái sự chuẩn bị rất tốt và để đón chào cái đối thủ lớn nhất tại Premier League vào lúc này thì Liverpool cũng có sự trở lại của một loạt những cái tên rất là quan trọng ở trong đó có Mohamed Salah, Soboslai cũng có thể quay trở lại được rồi. Và tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà sự tích lũy của hai đội là vừa đủ cho dù cái cách mà Liverpool đã thắng trong một loạt những trận đấu vừa qua nó nó hơi khác so với Man City đúng không? Nó vẫn không phải ở cái thế theo cái kiểu là uh, bùng nổ theo cái thế là lấn uh, lướt hoàn toàn. Yeah, nó có những có những cái sự khó khăn nhất định nhưng quan trọng là họ vẫn thắng. Và trong số những người đã ghi bàn cho Liverpool ở những loạt trận gần đây thì lại có một cái tên đó là Nunez uh, và những bàn thắng đó của Nunez rõ ràng là nó sẽ củng cố thêm một cái niềm tin rằng Liverpool có thể tạo ra được một cái thế trận tốt, một cái sự đối trọng phù hợp trước nhà đương kim vô địch của nước Anh. Ở chiều ngược lại với Man City thì những thắng lợi của Man City ở một loạt những trận đấu gần đây trên tất cả các mặt trận thì nó khẳng định rằng họ vẫn là đội bóng số 1. Cái cách đá của Man City vào lúc này là một cái cách đá nó có thể kiểm soát được trận đấu theo nhiều cái 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 biến nhiều cái tốc độ khác nhau và cho dù có bị dẫn trước hay không thì họ vẫn là đội có thể quyết định được trận đấu và xem Man City thi đấu thì chúng ta có cảm giác rằng là họ sẽ lấy được trọn vẹn 3 điểm ở một cái thời điểm nào đó họ có thể mất cả một hiệp đấu đầu tiên trước Man United bị dẫn và không không tạo ra được cái những cái những cái tình huống tấn công có chất lượng ở đoạn cuối một cách cụ thể nhưng ở hiệp thi đấu còn lại thì mọi chuyện nó đã đi theo một cái chiều hướng hoàn toàn khác và họ có quá nhiều những giải pháp à, ví dụ như chúng ta thấy rằng là à, hàng phòng ngự của à, Man City à, bây giờ vẫn có thể đóng góp vào danh sách ghi bàn bởi những bàn thắng của Akanji chẳng hạn. Cho dù đây là một hàng phòng ngự mà không phải tất cả đều là những cầu thủ ở cái tầm class ở cái tầm gọi là đẳng cấp thế giới, thế nhưng mà họ nằm trong cái hệ thống này họ vẫn chơi nhìn chung là hợp lý à, với với một cái thế trận và cũng như có cái sự đóng góp về phương án ghi bàn, hàng tiền vệ thì chúng ta thấy rằng nếu như không phải là Rodri Thì Phil Foden trong một loạt những trận đấu gần đây Đang chơi với một cái thứ phong độ mà Nhiều người đều phải thừa nhận rằng anh ấy hoàn toàn có thể góp mặt trong cái danh sách rút gọn Và tạo ra một cuộc cạnh tranh hợp lý của giải thưởng quả bóng vàng à, Còn với trường hợp của Erling Haaland thì chúng ta hiểu được rằng là cái 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 chất lượng ghi bàn của anh ấy, số lượng bàn thắng của anh ấy đi luôn luôn là một cái cái cuộc rượt đuổi với những số trận đấu mà anh ấy tham dự. Có nghĩa là đôi khi số bàn thắng còn nhiều hơn cái số trận đấu mà anh ấy đã từng chơi. Kevin De Bruyne cũng đã trở lại một cách lành lặn và cái cái sức nặng của Kevin De Bruyne nó luôn nó thể hiện trong từng pha chạm bóng, từng đường truyền và cái tốc độ xử lý của Kevin De Bruyne nó luôn thường nhanh hơn một phần ba nhịp là ít so với các uh, những cái tính toán những cái suy đoán của đối thủ và từng đó thôi là chúng ta hiểu được rằng là cái tốc độ chơi ở cái đoạn cuối cùng của Man City nó nó hay và nó chính xác như nào. Uh, bên cạnh cái khả năng cầm của bóng, giữ quả bóng, uh, vơn đối thủ uh, như họ vẫn từng chơi. Mà đó chính là một cái gì đó nó khác biệt hơn so với Liverpool. Liverpool cần phải chơi với một tốc độ cao hơn, Liverpool có thể đá chuyển đổi trạng thái uh, rất nhanh và chính xác. Uh, thì Man City là người có thể giữ trái bóng và kiểm soát trận đấu theo cái cách của mình và mỗi đội một vẻ sẽ tạo nên cái trận derby của nước Anh vào thời điểm này tôi nghĩ rằng là nó rất là uh, màu sắc nó rất là đáng chờ đợi sẽ không có đội bóng nào hoàn toàn nghiêng về cái thế trận phòng ngự kể cả là trường hợp Liverpool tôi nghĩ là như thế nhưng vấn đề chỗ là Liverpool sẽ trở nên lợi hại hơn nếu như họ cướp được quả bóng sau khi uh, bị đối phương dồn ép đó đó là một đó là một vấn đề có thể là cái cái tỷ lệ gọi là pressing ở 1 phần ba sân của đối thủ không được Liverpool thực hiện nhiều và có lẽ cũng không cần phải thực hiện họ sẽ lui về à, nhưng nhưng nó sẽ không hoàn toàn là một thế trận phòng ngự uh, tuyệt đối uh, rồi để rồi sau đó là phản công mà nó là cái cái sự thích nghi uh, trong cái cái cái, cái 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 gọi là lối chơi chung của cả hai bên và sẽ cố gắng giành giật trái bóng uh, nhiều nhất có thể và ra đòn thật nhanh còn với trường hợp của man city thì như thường lệ thôi họ vẫn thường là đội giữ bóng nhiều hơn và đây là chuyện uh, có lẽ là nó cũng không có gì đặc biệt không có gì mới cả uh, man city thì có nhiều cách ứng xử khác nhau lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở trận đấu trước đối thủ cực lớn này thì họ sẽ phải đá bằng một cái cái sự nghiêm túc bằng một cái sự tập trung cao, cao nhất tại sao tôi lại dùng cái chữ nghiêm túc bởi vì là uh, đôi khi có những cái cách có những cái trận đấu mà 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 Man City thắng ấy. nhưng mà cái cách đá của họ là cách đá của một cái cuộc dạo chơi ví dụ như là cái hiệp một trận đấu gặp Luton tại Cup Ba vừa rồi ấy. đó rõ ràng là một cái cuộc dạo chơi nhưng ở hiệp thì đấu thứ hai ấy, thì họ lại phải ứng xử theo kiểu khác khi mà Luton đã có cái phản ứng rất là quyết liệt thì cái sự nghiêm túc trong nháy nháy nó quay trở lại đúng không ạ thực ra ở ở cái, cái hiệp một trận đầu gặp Luton họ cũng không, không phải là không nghiêm túc đâu nhưng họ thoải mái họ như là xong chơi nhưng ở hiệp thi đấu thứ hai khi mà đối phương hơi hơi có cái phản ứng nó 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 gọi là là mạnh mẽ một chút ấy, thì lập tức là họ siết lại và cái cách siết lại của họ thì lập tức là đẩy trận đấu về một cái thế trận hoàn toàn mang tính kiểm soát rất là cao và cái áp lực họ tạo ra là là rất lớn nhìn chung Tôi nghĩ rằng là cái 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 cuộc độ sức tới đây uh, trên sân Anfield nó sẽ là mức độ cân bằng um, Số lần đối đầu của hai đội trong cái quãng thời gian mà hai huấn luyện viên xuất sắc cái huấn luyện viên vĩ đại uh, của họ cùng làm việc với cái đội bóng là Guardiola và Jurgen Klopp uh, Thì uh, tôi thấy rằng là nó cân bằng uh, Sự khác biệt về thắng thua uh, nó không nhiều lắm Và thường thì các đội chủ nhà hay có được kết quả thuận lợi À, tuy nhiên ở trận đấu này thì tôi nghiêng một chút về một kết quả hòa khả năng hòa nó là tương đối cao à, và cho dù gọi là trận đấu này kết thúc với tỷ số nào đi nữa thì cơn bộ đang tham gia vào cuộc cạnh tranh này à, tại à, top đầu của Premier League là Arsenal à, vẫn sẽ có lợi nếu như họ thắng Brentford à, nếu Arsenal giải quyết được 3 điểm trước Brentford ấy, thì tối thiểu Arsenal sẽ có được vị trí thứ nhì đúng không ạ tối thiểu có vị trí thứ nhì còn nếu như đó là một trận hòa của hai đội thì arsenal sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại uh, tốt hơn uh, ít nhất là như vậy đúng không ạ đấy là những cái, cái khả năng đấy có thể xảy ra uh, và nói về trận đấu giữa arsenal gặp Brentford thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khó có thể có một cái suy đoán uh, rằng arsenal sẽ khó khăn sẽ mất điểm uh, thứ nhất là những cái cả kết quả đối đầu thứ hai là phong độ gần đây của hai đội rõ ràng arsenal đang rất là vượt trội ờ, trên sân nhà thì có vẻ như arsenal ghi bàn ít hơn so với những trận đấu trên sân khách bởi vì ba trận đấu liên tiếp trên sân khách gần đây của đội pháo thủ họ ghi tới 17 bàn quá khủng khiếp ở trên sân nhà mọi chuyện có thể nó sẽ không gọi là tưng bừng đến như thế và nó cũng chẳng có một cái lý do gì cả à, nhưng mà có thể là Uh, Bradford sẽ gọi là tập trung hơn, sẽ chơi hiệu quả hơn, sẽ chặt chẽ hơn để khiến cho Arsenal không thể thắng với nhiều bàn thắng như thế. Uh, và cũng có thể là Arsenal sẽ phải uh, tiết giảm một chút cái 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 cường độ chơi khi đã có được những kết quả thuận lợi, có những những bàn thắng ví dụ như là cách biệt hai hoặc ba bàn gì đấy, thì họ cũng sẽ phải giảm nhịp điệu, uh, giữ thể lực cho một số trụ cột. Uh, rút ra những cái, cái nhân vật chính để thay vào đó những cái người ở ở cái uh, thế đội 2 uh, nhằm uh, tích lũy những cái gì tốt nhất cho cái trận đấu tại uh, lượt về ở uh, vòng đấu loại trực tiếp của UEFA Champions League trận đấu mà họ cần phải thắng trước Porto sau khi đã thua lượt đi uh, đấy là một cái một cái khả năng có thể xảy ra uh, nhưng quan trọng nhất là Arsenal có thắng hay không thì tôi nghĩ rằng Arsenal sẽ thắng bởi vì uh, phong độ của họ hiện nay về vì cái chất lượng chơi của họ hiện nay Uh, trong số những con người mà Arsenal đang có thì chúng ta nhận thấy rằng là cái vai trò của Declan Rice của Odegaard là cực kỳ quan trọng. Họ là những người nắm giữ cái chìa khóa trong cái lối chơi mà tạo áp lực sớm uh, pressing ở một cái một cái tốc độ cao uh, và cái tạo ra áp lực đó chính là một cái chìa khóa trong cái lối chơi của Arsenal. Uh, sau cái kỳ nghỉ ở Dubai uh, về thì trong năm 2024 Arsenal mới thua có một trận uh, trên sân của Porto sau một cái một cái thế trận nó 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 có những cái chi tiết nó không thật sự là là thuận lợi lắm cho Arsenal mặc dù họ vẫn chơi theo cái cách thông thường họ không rút chúng bạn sút chúng cầu môn của đối phương một quả nào cả và để thua ở cái cái phút cuối đó với một cái cái siêu phẩm của đối phương không phải là vấn đề lớn những trận đấu còn lại của Arsenal đều là những trận đấu rất tốt nhất là tại Premier League đúng không ạ họ chơi rất là tốt họ đá một với một cái cái tốc độ, một cái áp lực cường độ kiểm soát trận đấu rất là cao. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái 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 một cái thứ triết lý, một cái tư tưởng của Mikel Arteta và cái đội ngũ của ông đang đang thấm nhuần và hiểu cái cách chơi này uh, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Và cái cách chơi này nó khiến cho họ chủ động trong mọi tình huống. Họ là đội bóng cho đến lúc này có 10 trận không để thủng lưới. Và đó rõ ràng là một con số rất là tích cực. Không phải chỉ là năng lực của thủ môn Raya mà nó là năng lực của cả hệ thống, trong đó có sự đóng góp của Saliba và uh, Gabriel uh, Magahed. Uh, cái 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 hệ thống này nó không phải chỉ được củng cố bởi những cầu thủ phòng ngự bởi vì là cái cái cách chơi tạo áp lực từ sớm với các tiền vệ trung tâm và thậm chí là các tiền đạo nữa, nó khiến cho là đối phương luôn có bị có bị rơi vào một cái một cái tình trạng là bị bóp nghẹt cái khả năng chơi Ý, nhìn cái trận đấu gần đây nhất của Arsenal trước Sheffield ấy, thì đâu đó khoảng phút thứ 15 17 gì đó là các cổ động viên của Sheffield là buồn rồi, ra về rồi. Bởi vì là 3 0 ở sau khoảng 15 17 phút thì thôi còn 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 chống đỡ gì nữa. Thế thì cái không phải chỉ là Sheffield yếu mà vấn đề chỗ là Arsenal đã đẩy họ vào một cái thế không thể thoát ra được. Kim kẹp họ họ đây là một cái lối chơi mà bản thân tôi tôi cũng không phải là thực sự là người gọi là thích lắm đâu bởi vì tôi thích có một cái cuộc chơi mà nó dù sao đi nữa đối phương cũng phải gọi là tạo ra một cái phản ứng nào đó thì nó có tấn công qua lại nó có hai chiều thì nó thú vị hơn thế nhưng mà trên thực tế là với một cổ động viên với tư cách là một cổ động viên của sẽ ăn thì cũng buộc lòng phải hài lòng với đội bóng của mình thôi bởi vì đội bóng của mình đang chơi một thứ bóng đá nó rất là hiệu quả nó có cả tính đẹp mắt ở trong đấy nữa và quan trọng nhất là nó luôn luôn có 3 điểm với một loạt những bàn thắng và điều này nó sẽ khiến cho các cầu thủ Arsenal tự tin để hướng đến phía trước. Cho dù ở khoảng hơn 10 vòng đấu còn lại thì thách thức nó vẫn còn là rất nhiều. Trong đó nó sẽ là điểm chốt, nó sẽ là ở giữa tuần tới với một trận đấu gặp Porto. rồi sau đó nữa là trận đấu vào cuối tháng gặp những đối thủ như như là Man City. À, và chúng ta biết rằng là chúng ta biết rằng là là cái, um, cái cái trận đấu tại Porto gặp Porto ấy nó cách biệt nó không lớn nhưng gặp các đối thủ ở Cúp uh, Châu Âu với cái phong cách Latin ấy bao giờ cũng là một cái khó với những đội bóng như là Arsenal nhất là sau một cái giai đoạn uh, tương đối dài không được tham dự các cái vòng đấu như thế này uh, hơn thế nữa um, thì uh, chơi chơi ở Cúp Châu gặp Porto ấy, thì đội nào mà vượt qua được Porto thì luôn luôn có được một cái, cái, khả năng thuận lợi để góp mặt trong trận chung kết của UEFA Champions League. Đó là đã là một tiền lệ rồi. Và nếu như Arsenal giải quyết được việc đó thì tôi muốn nói ở chỗ nó đó, chính là một cái điểm chốt. Ít nhất là về mặt tâm lý đã, đúng không ạ? À, còn với Premier League thì à, tôi tin rằng là Arsenal sẽ thắng ở vòng đấu này cho dù nó không phải là chiến thắng 5-6-0, có thể là như vậy. Nó có thể là chỉ là 3-0 thôi không quá lớn nhưng thừa đủ để giải quyết 3 điểm và tạo ra áp lực cho hai đối thủ còn lại và xin một lần nữa nhắc lại là Arsenal nếu thắng sẽ ít nhất có được vị trí thứ hai và trong trường hợp hai đối thủ hòa trên sân Anfield thì Arsenal sẽ là đội đầu bảng và nếu như điều đó xảy ra thì đó sẽ là một cái kết cục để cho giai đoạn tiếp theo giai đoạn còn lại của Premier League trong cuộc đua hướng tới vô địch một cái cuộc so đọ, một sự so đọ có thể nói là cực kỳ thú vị Arsenal xứng đáng vì điều này. À, cho dù có thể thành công hay không ở cuối mùa, thì tất cả những gì đã diễn ra gì lúc này đều là hoàn toàn xứng đáng với đội pháo thủ và với tư cách là một cổ động viên của Arsenal, thì rõ ràng là tôi rất là hài lòng vì xem như thế nó cũng có những cái sự thỏa mãn. Còn yếu tố về mặt chiến thuật kia thì à, cái 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 cách thưởng thức ấy thì mỗi người có một cách tiếp nhận với nhau thì như tôi đã nhắc ở trên một chút thôi, à, gọi là không thích lắm cái việc mà bóp nghẹt đối thủ kiểu như thế nhưng mà thôi bóng đá là như vậy và ở trong từng giai đoạn thì vẫn cần có một cái điều gì đó làm cho gọi là củng cố niềm tin nó khác với man city đúng không ạ man city ở cái tầm của họ ấy là để cho đối với thủ chơi cũng được một lúc nào đó cứ để cho đối thủ chơi nhưng một lúc nào tôi siết lại tôi siết được arsenal chưa đạt đến tầm đó thì thôi cứ bóp bóp luôn khi mà gọi là có thể đúng không ạ đó, đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ về uh, lượt đấu tới uh, tại premier league vào cuối tuần này ở v league vào cuối tuần này vòng đấu cuối cùng của lượt đi cũng là vòng đấu gọi là cuối cùng trước khi giải đấu tạm dừng để nhường chỗ cho các hoạt động của đội tuyển quốc gia thì chúng ta sẽ có một trận derby của thủ đô câu lạc bộ thể công việt tân sẽ gặp câu lạc bộ công an hà nội trong tình thế của hai đội là tương đối khác nhau Công an Hà Nội trở lại với giải vô quốc gia ở giai đoạn vừa rồi cùng huấn luyện viên mới ông Zico Ketisak và đội bóng này đã có 4 trận đấu bất bại với 3 trận thắng liền cùng với trận đấu gần đây nhất là trận hòa trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 10 điểm có được đã giúp cho Công an Hà Nội trở lại với vị thế của một đội có thể đua tranh ở top đầu với vị thế của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó thì thể công người tên vẫn chìm trong những khó khăn và trận đấu gần đây nhất cho dù có điểm À, trên sân lạch chay của Hải Phòng Nhưng từ đó là chưa đủ để giải quyết được những cái vấn đề của họ ở phía dưới của bảng xếp hạng Họ đã tụt xuống vị trí thứ 13 rồi khi mà Hoàng Gia Lai bằng số điểm của họ nhưng hơn về mặt hiệu số đứng trên Vấn đề của Thế công Việt Nam vào lúc này là gì? Đương nhiên à, câu chuyện về cầu thủ ngoại của họ, những ngoại binh của họ không thể giúp cho họ có thể cân bằng được thế trận giải quyết được những 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 khâu quan trọng ví dụ như là ghi bàn thì điều này là điều mà chúng ta đã biết từ mùa giải 2023 và mùa bóng này thì cái cách chuẩn bị của thể công việt Tên là nhằm cố gắng giải quyết vấn đề đó với việc đưa về bruno tuy nhiên là bruno cũng không đạt được phong độ cao trường hợp của esam rõ ràng không phải là một giải pháp phù hợp mùa này thì hàng xuống hơn rất nhiều so với mùa trước Mùa trước chúng ta thấy là Zaha hợp cùng với Đức Chiến và Hoàng Đức tạo thành một hàng tiền vệ hay nhất của V-League. Họ chơi một cách ổn định, họ kiểm soát tốt trận đấu và khi mà các mũi nhọn ngoại binh không đóng góp được một cách đầy đủ thì cái cái hàng tiền vệ này đóng góp được những bàn thắng, đóng góp vào khả năng kiểm soát và tạo ra cái sự thuận lợi cho các thủ trẻ khác chơi ở nhiều phương án khác nhau những điều đó đã không còn được duy trì ở cái mùa giải 2023 2024. Rõ ràng là cái sự chuẩn bị của thể công Việt Nam cho cái mùa giải mới là không thật sự là đầy đủ kín kẽ. Và khi gặp phải những khó khăn, gặp phải những trận thua thì cái yếu tố uh, gọi là ức chế, yếu tố về mặt tâm lý nó tích tụ, nó khiến cho cả đoàn quân cho đến lúc này vẫn chưa thực sự trở lại với đúng cái năng lực của mình. Uh, huấn luyện viên Đức Thắng nhận nhiệm vụ là thay thế ở một cái điều kiện nó không có thuận lợi và có vẻ như vào lúc này khi mà giai đoạn thay người bổ sung lực lượng mới đã tới thì cũng chưa có những tín hiệu cho thấy là thể công Việt Nam có thể sẽ khắc phục được những điểm yếu đến từ vị trí ngoại binh nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là, là năng lực thực sự của đội bóng này vẫn có chất lượng con người nhất là những nội binh của họ là đủ để có thể Uh, duy trì được một cái, cái lối chơi mà uh, có thể có đảm bảo được một cái tính hiệu quả nào đó. Uh, vấn đề là cách cái sự lựa chọn cách tiếp cận. Có thể giai đoạn mà Đức Thắng mới quay trở về thì uh, cái yêu cầu, cái mong mỏi, cái mục tiêu là một vị trí cao và một cái lối chơi có tính kiểm soát. Nhưng bây giờ thì tình thế nó ở một cái điều kiện nó khó khăn hơn, vị trí rất là thấp, tâm lý nó bất ổn phương án giải quyết trên phía trên của hàng tấn công vẫn chưa được từng rõ ràng thì thể công việt nam có lẽ sẽ phải trở lại với một cái lối chơi mà ở một vài năm trước đã giúp cho họ thành công có nghĩa là phải củng cố lại hàng phòng ngự những những cầu thủ là tuyển thủ quốc gia hay đã từng là tuyển thủ quốc gia của thể công việt nam bản chất họ vẫn là những người có chất lượng tốt nhưng vấn đề chỗ là cái tâm thế cái cách tiếp cận cái gọi là mục tiêu hướng vào các trận đấu có lẽ nó chưa được đặt một cách chính xác vậy thì bây giờ quay trở lại đá thật chắc chắn bên phần sân nhà kiểm soát trận đấu một cách chắc chắn và chờ đợi một cái thời cơ nào đó để bung ra một hai tình huống ví dụ những, những, những tình huống cố định chẳng hạn đúng không ạ thì cách chơi này có thể khiến cho thể công việt tên ít nhất không bị trượt dốc thắng trong ngắn hạn ví dụ như trận gặp công an hà nội tới đây sẽ là một, một thách thức khó là một điều không đơn giản à, nhưng không thua là một mục tiêu nó thực tế và hoàn toàn có thể vươn tới nếu như lựa chọn một giải pháp chính xác. Đối phương có thể có một phong độ cao hơn, một sự hưng phấn cao hơn nhưng đối phương cũng không phải là một đội bóng mà ngay lập tức có thể chuyển hóa tất cả cái thế trận trở thành một 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 một, một trận thắng. khi vấp phải một cái khối bê tông, khi vấp phải một cái hàng phòng ngự có có chiều sâu. Thế nên nếu như thể công Việt Nam củng cố lại cách đá, cách tiếp cận thì uh, một trận đấu răng co là điều hoàn toàn có thể xảy ra trên sân đằng đẫy uh, trong cuộc đột sức giữa Thầy công viettel và công an hà nội uh, công an hà nội tôi nghĩ rằng là đây là lúc mà rất nhiều những cầu thủ của họ đã trở lại với một cái cảm giác tỉnh cao trong đó có quang hải nhưng trước một thế trận phòng ngự dày đặc thì bài toán sẽ là khác uh, với Zico kia sắc cái phong cách chơi mà đặc biệt là nó đã đã được thể hiện rất rõ trong cái trận đấu mà họ thắng đông á thanh hóa nó có một cái xu hướng gì đó Uh, nó vẫn phản vất cái cách mà Zico Ketisak thường áp dụng cho Hoàng Gia Lai trong giai đoạn uh, 2021 cái giai đoạn mà họ rất thành công dù sao đi nữa mặc dù có tính kiểm soát với những cái cách chơi gắn bó của nhiều cầu thủ ăn ý với nhau nhưng nó vẫn là thế trận phòng ngự phản công nó không hoàn toàn là một thế trận có tính áp lực áp đặt cao uh, tấn công trực diện áp đặt cao không hẳn thì nếu như bây giờ bị bị uh, gọi là đặt trước một hàng phòng ngự có có chiều sâu được tổ chức tốt thì công an hà nội sẽ chơi như thế nào đó vẫn sẽ là một dấu hỏi đó là một thách thức ờ, thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta sẽ phát hiện ra xem là là công an hà nội có khả năng chinh phục đến đâu với những con người mà họ đang có những người cũng đã từng phục vụ cho thể công việt là van vane là Jefferson Elias sẽ làm được gì trước những người đồng đội cũ và quang hải một người cũng đã từng rất nhiều lần ghi bàn vào lưới của việt ấy thì cũng sẽ làm được gì khi mà chơi cho đội bóng mới một trận đấu thú vị một trận đấu mà trước đây người ta vẫn gọi là derby vào lúc này thì cái tình thế của của một trong hai đội nó khó lòng khiến cho chúng ta hình dung ra một cái chất derby như ngày xưa nhưng tôi nghĩ rằng là trong tương lai gần thôi rất có thể mọi chuyện nó sẽ quay trở lại còn với trận đấu cụ thể vào cuối tuần này thì thế trận rằng co là điều tôi đang hình dung ra và kết quả hòa là điều hoàn toàn có thể nó sẽ là điều mà chúng ta sẽ thấy trong cái trận đấu giữa thể công ten và công an hà nội xin chào và hẹn gặp lại